có phải mở không cô? Dạ hết phải mở ra. Có củ lung thôi. Này nó vừa ngọt vừa giòn nha mọi người nha. Rất là đẹp mà rất là ngon. Wow. Phúc hào bao ngon khui tại chỗ. Uh-huh. Dạ, thì để em khui ra cho. Wow. Muối nào muối ấy rất là lớn nha. Dạ, rất là béo. Rất là ngon. Đúng rồi. Nhìn hấp dẫn quá. Đây là lần thứ hai con đến cái quán trái cây tươi. Đây là cái chị Hiền là người chủ ở đây nha cả nhà. Thì hello chị, hôm nay là lần thứ hai em đến quán của mình. Thì cũng có rất là nhiều người khách hàng nói em muốn trở lại đây. Dạ. Để quay, tại vì khách hàng nói là càng cận Tết thì ở chỗ trái cây tươi của mình á thì có nhiều cái trái cây mới về. Dạ. Thì chị có thể giới thiệu đến cả nhà ngày hôm nay. Dạ, trước khi em giới thiệu những mặt hàng Tết thì em xin chào anh Toàn và chào bầu trời Hương Sơn và chào tất cả mọi người. Dạ, cảm ơn anh đã có nhà ý đến đây quay về những trái cây cho Tết. Thì mình cũng Tết sắp đến rồi, thì hôm nay em mời mọi người ghé vô quán trái cây siêu thị bữa nay mình có những gì nhá. Dạ, ok, em cho đó. Em hỏi ở ngoài này của mình trước khi vào, ở ngoài này của mình có bán những cây gì vậy chị? Ở đây thì bên em mới về rất là nhiều cây táo tàu, như là những cây táo tàu rất là nổi tiếng hiện nay, như là chia 866 nè, hoặc là Honey Jar, Sugar Cane, và một cái giống mới của năm nay nữa là Chico. Thì tại vì quán trái cây tươi là không có chỗ, cho nên là bên em về rất là nhiều cây hiện tại đang nằm ở vườn trái cây Houston. Thì khách yêu cầu là mang lên đây, cho nên tụi em cũng mang lên đây để phục vụ mọi người. Ngoài ra thì cái đào ba màu này rất là đẹp nha mọi người nha, nhưng mà tại vì bây giờ nó mới về cho nên bên em mới bỏ vô chậu cho nên chưa có ra bông. Nếu mà tháng khoảng springtime á thì bông rất là đẹp, nó ba màu, màu hồng, màu trắng, màu đỏ, rất là đẹp, nên là rất là popular right now. Nó để là peppermint flower beach, rất là đẹp luôn. Dạ, thì chị có thể nói tượng trưng những cái cây mặt hàng này là cái giá cả nó dao động khác nhau hay là nó đều giống nhau gì? Dạ dạ, khác nhau anh. Ví dụ như đào ba màu là ở đây là 7 ga lông là 49.99. Táo thì có Honey Jar, Sugar Cane là 75 đồng một cây. Cái này nhiều người trồng lắm tụi nó chịu lạnh được. Dạ. Và Chico là 99 đồng một cây, là cái giống mới mà tụi em mới về năm nay. Dạ. Rồi em thấy chị như còn có hoa cúc nữa phải không? Dạ có, ở trong nha đây có rất là nhiều hoa cúc nha mọi người nha. Như ở đây em có chân một tí xíu ở đây nè, là đây là cúc chín bông 24.99, rất là đẹp nha mọi người nha. Đây là chín bông. Dạ. Và có cúc nhỏ 6 bông là 19.99. Còn cái đào thiệt cái giả gì vậy? Dạ cái mai giả đó. Cái mai giả có bán không? Thấy cũng đẹp quá vậy. Dạ em chỉ chân thôi. Dạ. Ok. Em mời mọi người vào đây nhé. Dạ. Hôm nay thì bên em cũng vẫn có rất là nhiều trái cây vô, như là dạ cái này là nguyên cặp với chị đẹp. Dạ. Cái này là những trái cho dạ Thiên Kiều. Này là tài lộc nha mọi người nha. Này là bưởi để mình chưng Tết. Thì đây là tài lộc, ở bên đây là một trái như vậy là nó có hai mặt. Đây, rất là đẹp nha. Rồi cho em hỏi cái này là giống như trái giả hay trái thiệt gì vậy? Trái thiệt anh ạ. Dạ, cái này 100% là thiệt nhá. Ok. Dạ, cái này một cặp là 120, nó đi chung với một cái thùng rất là đẹp, rất là sang. Dạ, thì hồi sáng nay thấy nhiều người mua lắm. Thì bây giờ cái cặp này á, là em thấy khác nhau thì nó giống giá nhau hay là khác giá nhau gì? Khác anh ạ, như là đây là bưởi tiếng vua. Bưởi tiếng vua thì ở ngoài nó màu đỏ mà ở trong ruột nó cũng màu đỏ luôn. Dạ, cho nên là nó 185 đồng một cặp. Thì cái này em chỉ trưng bày thôi, mà lúc mà khách hàng mua thì bên em có cái thùng rất là sang để bỏ vào để cho mọi người cùng đi biếu. Dạ, đây là bưởi tiếng vua màu đỏ, rồi bưởi thỏi vàng, thỏi xanh, rất là nhiều để cho mọi người lựa chọn để đi biếu Tết. Dạ. Yeah.
quá trời. Đây là một cặp bưởi tài lộc. Mình đi biếu thì mình xách như thế này. Dạ. Bên em có tới 3 loại bưởi. Wow, nhìn cái cặp rất là đẹp nha cả nhà. Dạ, phải nói là khi mua mà rất là đẹp và già sang nữa. Dạ. Wow. Rồi ở đây mình còn cái gì nữa không chị giới thiệu? Rất là nhiều anh. Như này mà em mới vô là vú sữa nè, em mới vô nhãn, xoài thái, samboche, nhãn vải Úc. Rồi nó rất là nhiều trái cây vô, một tuần là em vô tới 4 lần lận. Cho nên là trái cây vô đều đặn. Như ngày mai đây là em có 500 chậu cúc vô. Hôm nay thì hồi nãy em tới đây em có chở tới 200 chậu mà khách mua rất là nhiều luôn. Như của anh là 2 chậu ảnh lựa rất là đẹp luôn nè. Have the customer please. Dạ, em nói nhân viên bưng ra cho anh nhé. Dạ, dạ. Dạ, như ở đây đó mọi người, em về rất là nhiều mai, đào, cúc, nụ tầm xuân. Thì hôm qua giờ là em thấy mọi người mua mai rất là nhiều. Như mai bó này là mai medium là 17.99 một bó. Còn cái mà to như em chưng ở đằng đây á, hoặc là bên đây á là 20, bó mai lớn á là 27.99. Rồi có đào nữa, em thấy hồi sáng chị kia mua tới 15 bó đào lần. Hồi sáng em chưng rất là đẹp luôn. Đây, để em xin phép đi qua bên đây. Thấy cái này là đào bó, bây giờ còn 10 ngày nữa mới Tết. Nhưng mà nó chưa có nở, nhưng mà gần Tết thì bên em sẽ làm cho nó nở ra, cho nó đẹp rất là nhiều. Okay. Dạ, cái này là đào màu hồng nè. Rồi đặt bên đây là đào màu đỏ, đây là đào màu hồng. Bây giờ mình quay cái video này là trước Tết 10 ngày, cho nên là nó chưa có nở ra đó anh Toàn. Okay. Dạ. Bên đây thì em có hoa mộc lan màu vàng. Dạ, màu tím. Bên đây hoa mộc lan màu vàng. Khi mà nó gần Tết thì nó mới đẹp thôi. Bây giờ thì mình nhìn thì nó chưa có nở ra đó. Đúng rồi. Cái này là nụ tầm xuân. Dạ. Thì mấy cái giá cả này là... Dạ, ở trung bình là khoảng 17.99 cho 17. Tới 27.99 là cao nhất. Thấp nhất là 17.99. Ngoài cúc thì rẻ hơn. Cúc thì 14.99. Mọi người thấy ở đây hiện chân là 3 bó. Khi mà gần Tết thì sẽ cho nó nở vàng ra. Tại bây giờ mới còn 10 ngày nữa, cho nên là cái bình của Hiền này là 3 bó lớn đó mọi người. Thì một bó lớn là 27.99. Làm cái này là 3 bó. Dạ. Thì cả nhà đương thấy nếu mà thấy đẹp giống như vậy là mình phải mua 3 bó phải không chị? Dạ đúng rồi, nếu mà muốn một cái bình bự giống như chân ở quán cái cây tươi là 3 bó. Dạ. Ở đây là em thấy ổi đỏ là bán một tuần là 500 thùng đó mọi người. Nhiều người ăn lắm. Rất là thơm, rất là ngon. Để em chúc em thì đánh. Một cái như vậy là chị bán bao nhiêu? Em phải cân lên anh, 7.99. Cái vị này em nghĩ đó là 15-16 đồng. Cái này tính bao? Dạ. Bên đây là xoài Thái ngọt giòn, xoài Đài Loan. Nói chung là đủ thứ loại trái cây nào mà ngon thì em nhập về. Nhưng mà một trong những món em bán rất là chạy ở đây là sầu riêng bao ngon khu tại chỗ nha mọi người nha. Chúc em anh Toàn quay lại em sẽ mở khui cho tại chỗ luôn. Okay. Mời anh ăn. Rồi. Này là hồi sáng giờ là em khui rất là nhiều cho khách. 110 một thùng bao ngon khui tại chỗ. Một thùng nó có từ trung bình là em thấy là 4-5 trái. Dạ. Dạ rất là ngon. Dạ. Ngoài ra thì cũng có rất là nhiều trái cây gọt sẵn giống như có giới thiệu đấy. Cái này là 8 đồng nè. Rồi có cà na muối ớt 7.99. Nói chung rất là nhiều. Đó là cốc lắc. Dạ. Cái này là bánh chưng với bánh tét và củ kiệu. Đây là không khí Tết là ùa về rồi đó anh Toàn. Thì đây mình bán xuyên suốt tới cái 30 Tết luôn hay sao vậy? Dạ đúng rồi, quán trái cây tươi là 365 ngày, không nghỉ ngày nào hết. Wow. Dạ. Em cảm ơn chị. Thì đây bán đủ thứ ha, có bánh chưng bánh tét rồi có mứt luôn kia ha. Dạ, đầy đủ ạ. Nếu mà các bạn cần những đồ trang trí Tết cho có không khí thì ghé quán trái cây tươi cũng có rất là nhiều đồ trang Tết nha mọi người nha. Rất là nhiều những thứ trang Tết như thế này.
rất là đẹp, hoặc là những con rồng mà em có chân lên ở trước á. Dạ. Mấy cái này thì rẻ thôi, từ 7.99, 8.99, 9.99. Như này là một cặp nè, vàng sự như ý. Có hai mặt đi chung, chúc mừng năm mới vạn sự như ý. Nhiều lắm mọi người, cái này là em nhập về rất là nhiều luôn, đủ thứ loại hết á. Như chị có pháo nữa không? Dạ đúng rồi, có pháo nữa. Đây cái này sáng thấy anh kia lấy sạc đã chụp cặp luôn. Wow, cái này bao nhiêu vậy chị? Cái này 39.99 một lô như thế này là loại lớn, còn lô nhỏ là 25 đồng. Thì lô nhỏ đang trên đường đề nữa, ngày mai nó mới về tới. Ok. Dạ. Mới làm nên hồi đêm qua để cho mình có không khí Tết ấy. Thì cái con rồng này thì nãy chị nói bao nhiêu? Con rồng này là 35 đồng. Nó có điện ngày sáng nữa và nó hát nữa. Nhưng mà tại vì dạ em chưa có bật đèn lên. Dạ. Ngay là dạ. Con này là con lớn nha mọi người nha. Còn con nhỏ thì nó có 25 đồng, là con nhỏ là chỗ kia. Này con lớn, một cặp này là cặp lớn. Dạ. 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 Quay cái sầu riêng này để cho mọi người xem. Thử nó có giống như lời em nói hay không. Ok. Dạ. Thì cả nhà đương thấy chị chủ chị nói vậy thì bây giờ cả nhà hãy xem coi có ngon hay là như thế nào nha cả nhà. Cái này rất là rẻ nè. Cái này có 4.99 một thao, bao ngon khui tại chỗ. Dạ, thì để em khui ra cho. Wow. Muối nào muối nấy rất là lớn nha. Dạ, rất là béo. Rất là ngon. Đúng rồi. Nhìn hấp dẫn quá. Cái này là một thùng là 110 nha mọi người nha. Bên em là bao ngon khui tại chỗ. Rất là ngon luôn. Em thấy hồi sáng thấy chị kia là mua một trái xong quay lại mua hai thùng để về biểu Tết đấy. Dạ. Ngon quá cả nhà ơi. Ba ngon vui tại chỗ. Ok, rồi chị bỏ đi. Em bỏ vô hộp nhé. Cái đó gì? Mọi người cái chỗ nào cũng có muối. Dạ. Bự mà chất đều với nhau hết nha. Dạ. Mọi người muốn ăn sầu riêng thì cứ ghé quán trái cây rồi cứ nói nhân viên hiền khui nha. Khui tại chỗ, mọi người chỉ việc ăn thôi. Cái trái này hình như hồi nãy em nghe nhân viên nói là hình như 29 đồng 90 mấy sen đó mọi người. 29 đồng mấy chục sen đó. Dạ, đây. Wow. Wow, cái mùi thơm quá. Dạ. Okay. Nguyên một thùng như thế này là 110 cho 5 trái nha mọi người nha. Thì cái này cũng bao ship luôn hay sao chị? Hay là như thế nào ship như thế nào? Cái này là tới đây mua 110, còn nếu mà ship đi thì em đang có giá đặc biệt 150 một thùng, overnight ship luôn. Thứ hai em ship là thứ ba nhận được. Dạ. Ok. Dạ. Cái này là bắp hấp lá dứa nha mọi người nha. Chị ơi, bắp hấp lá dứa có rồi nè chị. Này rất là ngon nha mọi người. Đã. Này bán sao vậy? Dạ. Cái này là ba trái 6 đồng ạ. Dạ. Ba trái 6 đồng. Rất là ngon. Ngày nào bên em cũng nấu như là chủ nhật là nấu 12 nồi. Còn bình thường ngày thường thì là 8 tới 9 nồi. Vậy họ cho em ba trái thì thấy ngon quá. Dạ, bao ngon nha. Ok. Dạ. Vậy lấy cho em ba trái đi. Dạ. Bao ngon luôn. Thì ngon. Chị ơi bắp chín rồi nè chị ơi. Dạ. Dạ. Bắp của chị Gây ha. Dạ. Dạ. Thảo
bắp dữ lắm anh. Thì bắp dừa dễ ăn mà ngon nữa. Dạ. Cái này là của anh Toàn đây. Tiểu bang khác qua. Ô, dạ. Dạ. Đây, một trong những món mà ở cái cây tươi bán rất là chạy là ổ đục đỏ nha mọi người nha. Thì mà các chị gái mời mọi người xem. Ở đây là hiện thấy là tuần nào cũng có bữa ổ đục đỏ, rất là nhiều người mua. Một thùng là 75 đồng cho 10 pound. Đấy, mọi người cắt tay cho mọi người. Có phải mở rồi mình coi. Dạ, hết phải mở rồi. Có, củ lùng thôi. Cái này nó vừa ngọt vừa giòn nha mọi người nha. Rất là đẹp mà rất là ngon. Wow. Thơm lắm luôn á. Dạ. Này là em thấy là Houston mình là bây giờ là theo phong trào ăn ổ đục đỏ không à? Đúng rồi. Không theo ăn ổ đục trắng nữa, còn là ăn ổ đỏ không à? Dạ. Rất là ngon. Này là đây rất là tươi nha. Dạ. Tươi mà giòn mà anh thấy cái mùi nó thơm lắm. Dạ. Thơm đúng thơm. Rồi. Dạ. Dạ. Này là thấy nhiều người thích lắm mọi người. Nên là mọi người chưa có cơ hội thử thì nhà nên ghé quán trái cây tươi hoặc vườn trái cây Houston để thử nhé. Rất là ngon. Nó ngọt giòn, ăn có thể ăn chín cũng được, ăn sống cũng được. À, Ngọc Vân, Ngọc Vân. Dạ. Em Ngọc Hiền em bán sao được không? Chị chủ thì vui. Cái này là xoài Đài Loan ngọt giòn, rất là mấy anh chị mà thích ăn ngọt giòn thì ghé quán trái cây tươi. Bên em là thấy nhiều người thích. Bây giờ chị chủ là đương bán là ngọt luôn, ngay cái lúc mà xoài đương bán luôn chứ không phải lấy từ dưới lên nha cả nhà. Đó, thôi cả nhà đương thấy đi. Cái xoài này ăn nghiền luôn á mọi người. Thơm ghê luôn mà nó rất là giòn, giòn mà wow, ngọt. Giòn đúng rồi. Nghe cái tiếng của nó em bẻ cái là nó giòn. À, nó giòn. Dạ. Sao đây ngon lắm mọi người, em rất là thích ăn cái thằng này. Cái vòng mà nó giòn lắm. Wow, nghe cái tiếng nghe rụp 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 rất là thơm lắm anh. Cả nhà đương thấy không? Xoài đương bán chỉ mở ra gọt cho cả nhà đương thấy luôn chứ không phải lấy từ dưới lên nha cả nhà. Đó, cả nhà yên tâm. Em mời anh Toàn, ngon lắm luôn ha. Rồi, cảm ơn chị. Rất là ngon. 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 Ngon quá trời luôn. Rất là ngon nha cả nhà. Đây, miếng của chị đưa Toàn nè. Rất là ngon. Thì cả nhà đi thấy là khách rồi. Tới mua rất là đông nha cả nhà. Một lần nữa em Hiền thay mặt vườn trái cây Hương Sinh cũng như Bà Lan quán trái cây tươi trong khu Liên Sandwich kính chúc anh Toàn cũng như bầu trời Hương Sinh và mọi người một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe vui vui và dồi dào, có sức khỏe thì mình có tất cả. Và một lần nữa mọi người cần trái cây tươi ngon thì ghé Bà Lan quán trái cây tươi trong khu Liên Sandwich. Địa chỉ là 1210 Bel Air Boulevard Street 119. Số phone ở đây là 281-721-2868. Còn vườn trái cây Hương Sinh thì các bạn có thắc mắc hoặc là gì vườn trái cây Hương Sinh hoặc là Bel Air quán trái cây tươi thì cứ liên lạc với Hiền. Số cell phone của Hiền là 832-729-0826.
một lần nữa cảm ơn phòng trời Hữu Sơn và chúc mừng năm mới đến mọi người nhé. À, rồi em cũng chúc chị cũng như quán trái cây tươi năm mới luôn mua bay bán đất. Dạ em cảm ơn anh nhiều. Thank you. Okay, bye bye. Bye.